Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhập cốt cũng như là trải nghiệm tựa game 3Q triệu hoán sư nhá. Nhưng mà bây giờ mình cần phải làm cái hướng dẫn tân thủ cái đã, sau đấy thì mới nhập cốt được anh em ạ. Nào, bây giờ là chúng ta làm gì đây? À, ô, đây là chủ đề 3Q. Thế nhưng mà tựa game lối chơi lại theo kiểu thủ thành anh em nhé. Đấy, tiến luôn này. Ngày xưa thì mình cũng đã từng chơi một cái tựa game tương tự như thế này rồi, thấy nó cũng khá là cuốn. Tự động phát xem nào, sau khi vừa đẩy trứng nào mình sẽ mở anh em nhá. Ok, nhìn này thôi nhưng mà cuốn phết đấy. Có sử dụng skill này sau này chúng ta sẽ mở ra được cái tính năng tự động này. Ok, mấy thằng cúi bắp lắt nhặt này, cúi gì? Mạnh Hoạch, làm sao mà đú được với cả anh Hoạch đây? Tiếp tục. Ô, ra trận thêm được vị tướng nữa rồi anh em ơi. Ra trận nhanh luôn này. Rồi, không biết là tối đa là ra trận được bao nhiêu lâu nhỉ anh em nhỉ? Rồi, chiến đi, ở đây mình thấy có mấy con đường nhỉ? Một ngả đường duy nhất, đây có một ngả đường nữa nhưng chắc là chưa cần sử dụng đến hay sao ta? Rồi luôn, kẻ địch nó chui ra từ đường này rồi anh em ạ. Và tầm đánh của thanh niên Mạnh Hoạch này thì không đủ rồi. Và bây giờ là cần phải sử dụng đến em này làm gì, quên sớm tên rồi. Anh chưa kịp xem. À, mình cần phải bảo vệ em này anh em ơi. Sử dụng được skill mà, đúng không? Đây, quên mất anh em ạ. Đấy, nhìn chung là nếu như tựa game này mà không có cái tính năng auto thì hơi ối sợ ôi đấy anh em nhá. Cái sau này, cái chiến này. Rồi như nào, chiến thôi. Tăng tốc phát nhở. Ôi giời, vừa đải 2.1 thì mới mở này. Ok, tất nhiên là tướng của mình thì cũng cần phải đánh một chút. Thì cái thanh mana màu xanh xanh vòng tròn ở dưới chân này nó chạy lên thì mới sử dụng được kỹ năng anh em. Ôi thích chết thôi. Hình như là phải giữ này thì để chúng ta lựa chọn kỹ năng anh em ạ. Ok, Mạnh Hoạch ơi. Hoạch ơi. Đây rồi. Ok này. Đây rồi, chạy thêm một đường thẳng. Mày à bữa ấy. Tính trưởng ngay. Ô, chỉ cần tiêu diệt được con boss này là xong à? Bỏ qua luôn này anh em. Lối chơi về cơ bản nó là như vậy anh em nhá. Rồi để mình xem là gift code để nhập kiểu gì đây. Đây rồi anh em ơi. Thế để nhập được gift code thì anh em phải truy cập vào cái trang web là napfun.vn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập nha anh em. Anh em đăng nhập bằng hình thức nào thì đăng nhập bằng hình thức đó. Ví dụ như mình đăng nhập bằng Google thì mình sẽ lựa chọn hình thức là Google anh em nhé. Sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Nó hiện ra đây là những tựa game mà mình chơi này. Anh em chuyển sang cái tab gift code ở đây anh em nhé. Đấy, và bây giờ sẽ lựa chọn game này. Hiện tại là mình có nhân vật ở trong tựa game 3Q triệu hoán sư. Rồi mình sẽ chọn vào game này. Chọn đúng nhân vật và server anh em nhé. Ồ đấy, mình biết ngay mà chúng ta cần phải trải nghiệm game một lúc thì nó mới hiện ra server ở đây cho anh em. Rồi, thế thì mình sẽ quay trở lại game để mình trải nghiệm tiếp anh em nhá. Để xem khi nào thì chúng ta có thể là nhập được code đây. Ok, mở thêm một cái bản đồ mới này. Ở đây có một đống sáng biết là gì đây, chiêu mộ à? Vâng, và lần đầu tiên thì mình đã chiêu mộ ra một vị tướng cam là Hạ Hầu Uyên. Xác nhận luôn. Ok, đội hình nào. Thêm được một vị tướng nó ra trận rồi anh em nhá. Đây xem nào, có 6 vị tướng có thể ra trận được à? Bồi dưỡng này, nâng cấp lên. Tăng nhanh luôn được không? Nâng cấp X5 này. Quay trở về. Kinh chiến, khả năng cao là mình cần phải làm xong cái phần hướng dẫn tân thủ này thì mới có thể là nhập cốt được anh em ạ. Ok, bỏ qua luôn anh em nhá, để chiến cho nó nhanh này. Tăng tốc được chưa? Chưa. Như vậy là mình đã có thêm một vị tướng nữa bảo vệ cho đồng đội của mình là đây. Không biết em nào đây trông khá là xinh xẻo đấy. Chống này làm gì ấy? Ủa, chống này có tác dụng gì nhỉ? Tôi chết rồi, bỏ qua cái phần hướng dẫn tân thủ đâm ra là hơi bị ảo ma Canada tí rồi anh em ạ. Mày này, thôi chết tòi, không được sử dụng ulti kiểu như vậy anh em nhá. Chiêu thức thì cần phải giữ, sau đấy là chọn hướng này thì nó mới hợp lý này anh em ơi. Chứ còn ấn một phát vào đây là thôi, nó tự động sử dụng ngay chân mình đấy. Căng quá. Ải sao anh em ơi. Chưa thấy có triệu vân triệu vùng gì nhỉ, nhưng khả năng cao là sẽ có sớm thôi. Tăng tốc rồi, ok luôn. Rồi, chống vào đây thì làm sao? Ok, xoay thử vào đây xem nào. Tăng tốc đánh cho đồng đội. Ok. Đã hiểu anh em nhá. Đây đây, bắn ghê chưa? Hạ Hầu Uyên bắn hơi bị ác luôn anh em nhá, dùng nỏ bắn ghê. Đây rồi, bên này thì hợp lý hơn này. Chiu. Mày này, ui, có thể gây choáng được kẻ địch hay. Skill của Hạ Hầu Uyên hay đấy chứ anh em. Ồ, dùng lúc xong thì cái chống này của chúng ta cũng sẽ hồi chiêu và lại tiếp tục sử dụng được anh em nhá. Chiến đấu tiếp ải sau nào. Thái chiến đấy. Rồi ok. Tự động không? Chưa, lâu thế. Lâu có tự động nhờ anh em nhờ. Rồi, tiếp tục là tăng tốc đánh này. Úi, bắn cháy máy luôn anh em. Vào đây là đông nhất này. Cái này mình không thể có hủy chiêu nhỉ.
À đây đây đây. Bắn luôn này. Chóng không? Ơ chưa. À may quá. À cái này lựa chọn thẳng vào mục tiêu luôn anh em nhá. Đấy. Chọn đích thị một vị tướng nào đấy luôn. Rồi tăng tốc đánh. May làm sao? Ok. À chưa hồi xưa chiêu anh em ạ. Ờ nhìn hơi lú tí. Không sao. Cuối cùng thì cũng đã chiến thắng thêm một người anh em ơi. Tuyệt cả là vời. Hay quá. Ờ chơi lúc cũng thấy cuốn phết nhỉ. giải trí anh em ơi. 222. Thế nào? Ôi mấy thằng này giống tụ không ấy nhỉ? Giống này. Tăng tốc đánh luôn này. Làm sao? Ôi thằng chạy nhanh đấy. Ok. Ảo thật đấy. Bọn bên này nó chạy nhanh quá anh em ơi. Đoán mấy cái thằng này luôn. Sử dụng skill vào đây luôn. Rồi, chỉ còn lại một thằng này thì làm sao mà chống cự lại được sức mạnh của đội hình của mình đây. Ngon ngay anh em, vẫn là 10 trên 10 HP đối với vị tướng mà mình cần phải bảo vệ nhá. Tiếp tục là khai chiến này. Ôi thì chết rồi, mà bây giờ đang lũ lụt quá nhờ anh em nhỉ. Không biết là chỗ anh em có lũ lụt gì không, nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Chỗ mình thì cũng chưa thấy bị ngập nhưng mà có ảnh hưởng mưa to các thứ. Các huyện xung quanh là đều ngập hết rồi. Thương tâm thực sự luôn. Nhưng rất may là huyện của mình thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Đấy, hy vọng rằng là không sao và mọi người bình an trong đợt lũ lụt này nha anh em ơi. Ok. Rồi tiếp tục là chiến này. Có choáng này, có tăng tốc đánh tiếp tục này. Rồi, ui, tầm đánh choáng của em Hạ Hầu Uyên này khá là xa anh em nhá. Ok. Thủ lĩnh Sơn Tặc đã bị tiêu diệt anh em ơi. Bỏ qua luôn. Xong. Rồi chiến đấu và tiếp tục làm cái gì đây? Chiêu mộ. Ồ, có chiêu mộ X10 luôn à? Để xem là vị tướng nào khác không anh em ơi. Ây à. Rồi, ui, 3 tướng đỏ. 1, 2, 3, 4. Có nhiều tướng đỏ ấy nhỉ? Có gì đó sai sai ta? Ui, đỏ thật. Ảo thật đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, vãi. Tin được không anh em? Đội hình. Ây à, càng ấy, sao lại ra trận quan nhân bình. Nhiều tướng đỏ thế cơ mà nhở. Rồi đăng nhập là nhận được luôn mảnh tướng này. Ây à. À không phải đăng nhập mà vượt ải. Đúng số, đủ số sao thì sẽ nhận được vị tướng mới. Càng đấy. Được cái nhở. Tiếp tục là khiêu chiến này. Ra trận nhanh. Khai chiến luôn. Hình như là mình có thể nhập cốt được rồi hay sao ấy. Sau khi vừa đải chương 5 à. Càng thế. Cái này làm gì ấy? Tăng cái gì? Tăng cái gì ấy nhỉ? Tăng trị thương hay là tăng sát thương ấy nhỉ? Nhìn không rõ lắm anh em ạ. Ơ, tăng tốc đánh à? Tăng tốc đánh à? Rồi rồi rồi, đây lại này anh em này. Tăng năng lượng. Ui giời ạ, tưởng là trị thương. Ảo thật đấy, hơi lú tí anh em nhá. À, cuối cùng thì cũng đã tiêu diệt xong bọn nó rồi anh em ơi. Để mình check sơ qua xem là đã nhập được cốt chưa anh em nhá. Rồi đâu rồi. Đây. Mình sẽ refresh lại một phát để xem là. Quá. Chưa thích nhập được cốt anh em ạ. Ảo thật đấy. Nhưng mà nhìn chung thì ở đấy, cách nhập cốt là như vậy nhá. Cái danh sách gift code thì mình sẽ để luôn ở trên màn hình này cho anh em nhá. Với cả mình cũng sẽ có để luôn ở dưới phần bình luận cũng như là mô tả để cho anh em copy cho nhanh. Ok là chưa? Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Và nếu như anh em muốn mình làm thêm video về tựa game 3Q Triệu Hoán Sư này, nhớ để lại comment ở bên dưới nhá.